Kính chào quý vị đang theo dõi tin tức 16 giờ. Thưa quý vị, trước tình trạng lấn chiếm quảng trường Lâm Viên để hoạt động kinh doanh xe điện trái phép, gây mất an ninh trật tự, an toàn giao cho người dân và du khách, Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã đồng loạt kiểm tra nhiều điểm tập kết xe điện, thu giữ hàng trăm xe và các thiết bị điện không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Qua kiểm tra 5 điểm tập kết xe điện cạnh quảng trường Lâm Viên, lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 300 chiếc xe điện các loại, nhiều pin sạc và các thiết bị điện không rõ nguồn gốc, có nguy cơ cháy nổ cao. Tại thời điểm kiểm tra, các trường hợp này đều không xuất trình được giấy phép kinh doanh, cũng như hóa đơn, chứng từ của toàn bộ số xe điện trên. Đáng chú ý, các trường hợp này đều không đăng ký tạm trú tạm vắng tại địa phương. Công an thành phố Đà Lạt đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số xe, pin sạc để xử lý theo quy định của pháp luật. Gần đây, tình trạng tai nạn giao thông liên tục diễn biến phức tạp. Ngày 10 tháng 4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông. 3 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông, gồm đường bộ và đường sắt, làm 46 người tử vong, tăng 6 người chết và 1 vụ so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó có nhiều vụ liên quan đến vi phạm nồng độ cồn. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương có tai nạn giao thông liên quan đến vi phạm nồng độ cồn phải tăng cường kiểm soát, xác định nguyên nhân, đề xuất các biện pháp phòng ngừa, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh để xảy ra tai nạn giao thông từ nghiêm trọng trở lên do người điều khiển phương tiện gây tai nạn có nồng độ cồn. Thưa quý vị, không chỉ chắc tay súng để giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, hệ thống cơ sở y tế của Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An còn là điểm tựa, chăm sóc sức khỏe, làm thay đổi tập quán chữa bệnh của đồng bào biên giới. Trạm xá quân dân y Mường Lống được thành lập nhằm chăm sóc sức khỏe ban đầu cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, đồng thời tận dụng những bài thuốc, cây thuốc có sẵn để chữa bệnh cho bà con. Từ khi có bác sĩ tại bản, người dân được khám, cấp phát thuốc miễn phí theo phương pháp khoa học, thay đổi nhận thức chữa bệnh của đồng bào khi ốm đau. Nhờ sự tuyên truyền cũng như là khám chữa bệnh của quân y bộ đội biên phòng và đưa bố đi bệnh viện thì bệnh của bố mới đỡ và khỏi hơn. Trước có trạm y thì ta vất vả, đây là đường khó, mưa có mưa thì người ốm đau thì đi vất vả, thì mưa ní thì cảm ơn là 2-3 năm rồi hẳn làm cái trạm biên phòng nữa. Cho ta thì dân bản ai đau hay là ai bị ốm thì đi khám. Cho cái phong tục tập quán vệ sinh cũng đang còn kém trong cái ăn uống, cho nên là cũng thường mắc một cái số bệnh về đường ruột như viêm đại tràng, tiêu chảy cấp. Trên các tuyến biên giới, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đang triển khai 6 phòng khám quân dân y và 2 tủ thuốc biên cương. Ngoài khám chữa bệnh, các bác sĩ nơi đây còn là những tuyên truyền viên giúp người dân phòng chống các loại dịch bệnh, kế hoạch hóa gia đình và nâng cao sức khỏe. Là dân tộc thuộc nhóm rất ít người, sinh sống chủ yếu tại xã Nậm Xé, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Mặc dù điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, thế nhưng từ nhiều đời nay, người Mông Xanh trên đỉnh núi Tu Thượng luôn nỗ lực đoàn kết, cùng nhau gìn giữ bản sắc văn hóa. Cũng bởi vậy mà văn hóa người Mông Xanh có nét độc đáo riêng, không lẫn với dân tộc nào. Tranh thủ thời điểm nông nhàn, bà Vàng Thị Sai cùng con cháu ngồi lại để thêu, dệt trang phục truyền thống cho các thành viên trong gia đình. Trang phục của người Mông Xanh được làm hoàn toàn thủ công từ chất liệu cây lanh, được người dân tự trồng, mang đậm dấu ấn riêng. Người lớn truyền cho lớp trẻ. Cứ như vậy mà những trang phục độc đáo của người Mông Xanh đã tồn tại mãi với thời gian. Phải tự dệt vải về làm mới được, truyền cho các con gái để chịu khó học để dạy cho các con để hiểu biết, sau này mình già về mình yên tâm. Mình muốn học hỏi để sau này giúp các mẹ để phong tục truyền thống của mình được cải tiến lâu hơn và may được những bộ trang phục đẹp hơn. Người Mông Xanh ở Nậm Xé hiện còn giữ được nhiều nét văn hóa đặc trưng như trò chơi dân gian, các làn điệu dân ca, dân vũ, nghề truyền thống rèn, đúc, đan lát, dệt vải. Đây thực sự là những chất liệu tốt giúp cho công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Mông Xanh mà chính quyền và các ngành chức năng đang triển khai.
khảo sát lại toàn bộ di sản văn hóa của người Mông Sanh ở Văn Bản. Thế và cũng có hỗ trợ cho đồng bào tổ chức việc phục dựng lại một số những cái lễ hội dân gian. Mặc dù chỉ có 53 hộ dân cùng nhau sinh sống, nhưng bản sắc văn hóa của người Mông Sanh vẫn còn khá nguyên vẹn, cho thấy ý thức của đồng bào trong việc giữ gìn văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình. Thông tin thời tiết tại một số địa phương sẽ kết thúc bản tin hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị!